chưa nhất. Lúc nào chẳng nhộn nhịp. Bắt đầu là 11 giờ, 9 giờ tối nó đổ ra, bắt đầu nó nhộn nhịp. Hàng họ tuyển vô tư thôi. Được quyền đổi trong 15 phút, 10 phút. Bây giờ như này, tất cả các em của em hiện tại là toàn sinh 98, 97, 96 cũng có. Nhưng tức là em sẽ điều qua điện thoại cho anh được. Giá cả thì giá thị trường vẫn là 250. Hả? Từ cái này qua đêm bao nhiêu? Dạ, qua đêm là em hết 700 ạ. Từ 1 giờ đến sáng rồi sáng. Thì như này chị nói như này cho các em cho dễ mà. Từ tầm từ bây giờ đến 11 giờ thì nó nhiều cái đẹp. Tầm từ 12 giờ đi đấy. Thì là ai mới đi đêm thì đêm. Còn những cái đứa nào được được là mới đi đêm. Còn đến tầm mà muộn quá thì nó không xấu, nó xấu lắm. Những cái đứa kém thì nó lại làm muộn đấy mà. Những cái đứa đẹp thì nó làm bây giờ đấy là nó nghỉ, nó đi đêm. 250 giá chung riêng trong bộ xây dựng đúng 250. Cao giáo trưởng ăn luôn. Thôi nha. Vào trong nha. Đấy. Hai, hai nha. Một phát về đặt luôn. Thôi nha cao. Một hai chiếc đi được khoảng chục khách. 10 người. Thế là đông khách thì chỉ được hơn chục khách. Thì mỗi tháng mình cứ làm tốt thì mình được khoảng chục khách. Thì mình bắt đi thì vài triệu là mình cứ mặt tặng. Ví dụ mình hết tháng lấy tiền.